Hello mọi người, lại là mình đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục JacksDo Collection của Rainbow Cup Channel. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau unbox bài JacksDo cho nhân vật Big Mom, P.O.P MAX trong One Piece các bạn nhé. Vẫn như thường lệ, các chi tiết lắp ráp được đặt trong hộp xốp nhiều tầng khá là chắc chắn. Lần này JacksDo sử dụng mút xốp đen thay vì trắng, một phần cũng sẽ tăng tính thẩm mỹ, một phần cũng sẽ hạn chế được bụi bẩn trong lúc mở hộp hoặc di chuyển. Các bạn thích hộp xốp trắng hay đen? Hãy để lại suy nghĩ của các bạn ở dưới comment nhé. Nhìn chung, base mô hình hôm nay không có nhiều chi tiết lắp ráp. Đế được thiết kế khá là đơn giản, các chi tiết gạch đá xung quanh sơn ra đúng phần base trên con Big Mom P.O.P MAX. Bạn nào chưa xem video unbox của mình thì các bạn có thể bấm vào phần phía trên để xem nhé. Còn đây là effect chính của mô hình, màu tím đen như vậy là mây của Zeus trên tay Big Mom đó các bạn. Đối lập với nó là effect lửa của Prometheus, chi tiết này làm bằng resin trong suốt, màu đỏ rực rất đẹp và bắt mắt luôn nha. Và hai hiệu ứng to, mô hình cũng có các chi tiết nhỏ kèm theo, có nhiều đoạn nhỏ, giòn, dễ gãy nên các bạn nên lưu ý khi lắp ráp nhé. Mấy bé xinh xinh này là mấy homie bị Big Mom hút lại linh hồn đó các bạn, nhìn khá là dễ thương đúng không? Còn đây là Brook. Nếu các bạn có theo dõi anime thì đoạn này Brook bị Big Mom bắt làm đồ chơi trong lúc chiến đấu để cướp lấy khối pony clip đó các bạn. Vậy là hết rồi đó, chúng ta cùng nhau lắp ráp mô hình thôi, let's go!